Phượng Gatsby tên Washington DC, kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Hôm nay Bích Phượng có mặt tại kỳ đài Trung tâm Thương mại Eden để tham dự buổi lễ Ngày Quốc hận lần thứ 41. Hàng năm vào tháng 4, hàng triệu người Việt tị nạn trên khắp thế giới không quên và không khỏi ngậm ngùi đau buồn tưởng nhớ đến ngày 30 tháng 4, Ngày Quốc hận. Hàng triệu gia đình ở miền Nam Việt Nam đã lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, mất người thân yêu, con mất cha, vợ mất chồng. Riêng với gia đình Bích Phượng, tuổi thơ lớn lên với nhiều gian khổ vì không có người cha yêu dấu trong 17 năm khi ông bị tù đày. Và cũng tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia, vào ngày thứ Bảy 23 tháng 4, lễ hạ cờ rủ đã được tổ chức trong một buổi sáng mây xám rất buồn. Đêm tối thứ Sáu 29 tháng 4, lễ truy điệu đã được tổ chức với đầy đủ các nghi thức Công giáo, cầu siêu cho các quân nhân cán chính cảnh Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì tổ quốc, các chiến sĩ đang oan thác trong các ngục tù cộng sản và đồng bào tử nạn trên đường vượt biển vượt biên tìm tự do. Sau đó có một chương trình văn nghệ đấu tranh tưởng niệm quốc hận. Đặc biệt năm này có sự hợp tác tham dự của các nghệ sĩ được mến mộ tại địa phương và có rất nhiều các em trẻ của nhà Việt Nam. Ngày Quốc hận thứ Bảy 30 tháng 4, sau phần lễ chào cờ, cộng đồng Việt Nam đã có hơn 100 đồng hương tham dự cuộc biểu tình tại Sheridan Circle trước Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam. Cộng sản Hà Nội đã theo lệnh của quan thầy Trung Cộng tấn chiếm miền Nam Việt Nam, hiền hòa của chúng ta. Quý vị đã thấy rõ ràng là cái vụ ở Vũng Áng cho tới nay, từ tên Bộ trưởng cho tới Thứ trưởng không dám trả lời báo chí. Bích Phượng tường trình từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn Ngày Quốc hận lần thứ 41 2016.